Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 13 tháng 8 năm 2024 trên kênh Phunro TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian qua. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá cà phê sáng nay, ngày 13 tháng 8, đồng loạt tăng trên thị trường thế giới và trong nước. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay tại sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 9 năm 2024 tăng mạnh 206 USD trên tấn, với mức tăng là 4,76%, với mức giao dịch là 4.532 USD trên tấn. Trong khi đó, ở kỳ hạn giao tháng 11, giá cà phê tăng 197 USD trên tấn, với mức tăng là 4,73%, lên mức giao dịch là 4.359 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 9 và tháng 11 trên sàn London tương đương với mức giá là 114.400 đồng và 110.000 đồng 1 kg. Các mức tăng mạnh, khối lượng giao dịch chỉ duy trì ở mức khá cao trên mức trung bình. Cũng đã tăng với giá cà phê Arabica trên sàn New York ở kỳ hạn giao tháng 9 năm 2024, giá cà phê tăng 6,8 cent trên bao với mức tăng là 2,91%, lên giao dịch ở mức là 240,85 cent trên bao. Trong khi đó, kỳ hạn giao tháng 12, giá cà phê tăng 8,3 cent lên mức là 238,55 cent trên bao. Các mức tăng mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì mức rất cao trên mức trung bình. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê tăng mạnh vào thứ hai với Robusta ở mức cao nhất trong 3 tuần rưỡi. Mối lo ngại về sương giá ở Brazil đã đẩy giá cà phê tăng vào thứ hai sau khi Rura Clima cho biết sương giá lan rộng có thể xảy ra vào thứ ba tại các vùng trồng cà phê của Brazil. Sương giá sẽ làm tăng thêm căng thẳng cho cây trồng do thời tiết khô hạn ở Brazil vốn đã đe dọa làm giảm sản lượng cà phê của năm sau. Lượng cà phê xuất khẩu nhỏ hơn từ Việt Nam, nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới, đang thúc đẩy giá cả. Thứ sáu tuần trước, Tổng cục Hải quan Việt Nam báo cáo rằng xuất khẩu cà phê tháng 7 của Việt Nam đã giảm đi 29,3% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 76.982 tấn. Ngoài ra, lượng cà phê xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 7 của Việt Nam đã giảm đi 12,4% so với cùng kỳ, xuống còn 979.353 tấn. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước sáng ngày hôm nay, ngày 13 tháng 8, ghi nhận ở các địa phương, giá cà phê điều chỉnh tăng 1.000 đồng trên 1 kg. Sáng nay, giá cà phê trong nước ghi nhận thu mua quanh mức là 119.500 đồng tới 120.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc thu mua quanh mức giá là 119.600 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Đức Trọng và huyện Di Linh, mức giá là 119.600 đồng và 119.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga ghi nhận ở mức là 120.300 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 120.200 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Cư Quyên, Cờ Rông Năng và huyện Cờ Rông Bắc, giá cà phê thu mua quanh mức là 120.300 đồng và 120.200 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Grai thu mua quanh mức giá là 120.300 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chư Prông và huyện Chư Sê, mức giá là 120.200 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Min ghi nhận ở mức là 120.400 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Đắk Lấp và huyện Đắk Song, mức giá là 120.300 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, sáng nay khu vực huyện Đắk Hà và huyện Ngọc Hồi ghi nhận ở mức là 120.300 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Đắk Lây ghi nhận ở mức là 120.200 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai ghi nhận ở mức là 120.300 đồng 1 kg. Và tại khu vực tỉnh Bình Dương, mức giá là 120.500 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, mức giá là 120.600 đồng 1 kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô sáng nay được các công ty và đại lý thu mua ở những vùng nguyên liệu quanh mức giá là 120.500 đồng 1 kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ.